Hello hello, xin chào cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã quay trở lại với channel. Gia đình mình hôm nay sẽ ghé quán đệ nhất cơm Tấm Thành ở California. Quán này đó các bạn, lúc nào mình đi Cali chơi á, mình cũng đi lại cái quán này mình ăn mấy cái món cơm tấm ở đây. Vô đây á thì mình chỉ ăn cơm tấm ở đây thôi, còn mấy món khác thì mình chưa có thử qua. Tại ở đây thấy nó quảng cáo là đệ nhất cơm Tấm Thành á, cho nên vào đây thì chỉ ăn cơm tấm. Mà không hiểu sao nghe, lần nào á mình tới cái quán này á cũng đông với sợ luôn á nha. Mà món cơm tấm ở đây đó các bạn, mình công nhận ở đây cơm tấm nó ngon dễ sợ luôn nha. Thấy cơm tấm món nào kêu á, ăn cũng thấy ngon hết á. Và gia đình mình đã order xong mấy món ăn rồi các bạn, giờ đang ngồi chờ. Đây là dĩa cơm của con mình, kêu món thịt nướng với lại trứng ấp la. Dĩa cơm của con mình nè, nhìn cũng thấy ngon nè. Mà ở đây món cơm tấm nào mình ăn thấy cũng ngon hết nha. Còn đây là dĩa cơm của mình, thì hôm nay mình kêu là món tàu hủ ki, trứng ấp la với lại tôm rim. Dĩa của ông xã mình thì thịt nướng, bì với trứng ấp la. Ông xã mình thì thích bì, lúc nào kêu cơm á ổng cũng có kêu món bì trong đó. Còn mình và con trai mình á thì không có thích bì. Lại quán này ăn á, mình cũng thích cái món mà cải với cà rốt nó làm mà giống như chua chua ngọt ngọt á. Cái đó ăn cũng ngon đó nha. Bạn nào có đi Cali chơi á mà không biết ăn món gì á thì lại quán cơm tấm Thành này ăn thử món cơm tấm ở đây đi. Mình thấy ăn rất là ngon đối với gia đình mình á. Giá cả cơm tấm ở Cali á thì rẻ hơn ở trên chỗ mình ở là Las Vegas đó. Cơm tấm ở trên chỗ mình bán thì giá cũng hơi mắc ha. Có khi cái dĩa mình kêu ha cũng có 2-3 món giống như vậy, nhiều khi lên tới 19-20 đồng hơn nữa đó. Con trai mình thì mê món thịt nướng với trứng ấp la, lúc nào đi ăn ảnh cũng đòi ăn món này. Giờ mình cũng xin tạm dừng video tại đây. Nếu thích video của mình, mong cả nhà cho mình một like và một đăng ký ủng hộ. Bye bye cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã vào xem video. Mến chúc cả nhà cuộc sống luôn bình an và hạnh phúc.